một sân chơi hoàn toàn mới dành cho sinh viên UEF thể hiện tài năng. UEF Idol 2015, hát đơn ca, song ca, tốt ca, hợp xướng, múa dân gian đương đại, ballet, dance pop, nhảy hiện đại, popping, sân khấu tiểu phẩm, kịch ngắn, tấu hài. Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, giải nhất lên đến 10 triệu đồng. Vòng chung kết ngày 18 tháng 12. Đăng ký tham gia từ nay đến hết ngày 30 tháng 11 tại phòng công tác sinh viên UEF Idol 2015, tỏa sáng tài năng UEF.